Học một môn ngoại ngữ chính là một cách để bạn mở ra cho mình một tương lai mới với nhiều cơ hội việc làm mới. Tiếng Nhật hiện nay là một loại ngôn ngữ được khá nhiều bạn trẻ theo học. Các bạn sinh viên, những người đang chuẩn bị cho hướng nghiệp tương lai hẳn cũng đã hoặc là sẽ cân nhắc về việc học tiếng Nhật. Vì vậy, Go Japan sẽ chia sẻ với các bạn những lợi ích của việc học tiếng Nhật ngay từ khi là một sinh viên để bạn có thể định hướng tốt hơn cho con đường học tiếng Nhật cũng như dự định tương lai cho bản thân. Một là có nhiều cơ hội việc làm hơn. Nhật Bản là quốc gia đứng đầu với tổng số vốn ODA đầu tư vào Việt Nam. Trong vài năm trở lại đây, làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại cảm thấy khó khăn cho việc tuyển dụng người lao động Việt Nam giỏi tiếng Nhật, nên người lao động khó có thể hòa nhập với tác phong làm việc của người Nhật. Bởi vậy, nếu bạn giỏi tiếng Nhật thì cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ được mở rộng đối với bạn. 2. Cơ hội có mức thu nhập cao. Nếu bạn muốn làm việc tại các công ty của Nhật Bản và có mức lương cao thì tốt nhất bạn nên giỏi tiếng Nhật. Bên cạnh đó thì bạn phải là người thực sự có năng lực. Với năng lực tốt cùng với trình độ tiếng Nhật giỏi thì cơ hội để bạn trở thành quản lý cao cấp trong các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam với mức lương cao chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Ví dụ bạn làm việc trong ngành IT thì dù là bạn mới tốt nghiệp nhưng biết tiếng Nhật thì cũng sẽ được các doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương từ 600 đến 800 đô một tháng. Còn đối với nhân viên IT thành thạo tiếng Nhật thì mức lương ít nhất cũng sẽ từ vài nghìn đô trở lên. Tương tự đối với các sinh viên chuyên ngành kế toán, kỹ thuật v.v. cơ hội có công việc đúng chuyên ngành và sở hữu mức lương khủng nếu bạn giỏi tiếng Nhật là hoàn toàn trong tầm tay. 3. Cơ hội du học lớn và tiết kiệm chi phí du học. Đất nước Nhật Bản rất mến mộ nhân tài, chính vì thế hàng năm có rất nhiều suất học bổng toàn phần và bán phần của các trường đại học Nhật Bản dành cho các du học sinh. Bởi vậy, nếu bạn muốn được du học Nhật Bản và có những trải nghiệm tuyệt vời về nền văn hóa mới của Nhật Bản, thì việc học tiếng Nhật là việc làm cần thiết mà bạn không thể lơ là. Việc học tiếng Nhật sớm sẽ giúp bạn dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học của Nhật Bản, đồng thời giúp tiết kiệm một khoản chi phí so với việc học tiếng Nhật ở bên nước bạn, vì chi phí học tiếng Nhật ở Việt Nam sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc học ở Nhật. 4. Cơ hội việc làm và sinh sống ở Nhật được mở rộng. Vì học tiếng Nhật, nếu bạn thực sự đam mê và cố gắng thì việc đạt được những chứng chỉ tiếng Nhật N3, N4, N5 sẽ hoàn toàn không khó. Bạn chỉ mất khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi là bạn đã có thể hoàn thành xong khóa học của mình. Việc có được một tấm bằng tiếng Nhật với khả năng giao tiếp tốt và lại có nhiều kinh nghiệm thì việc có được việc làm và cơ hội du học tại Nhật Bản sẽ là đương nhiên và vô cùng dễ dàng. Thậm chí nếu muốn gắn bó với đất nước Nhật Bản, bạn cũng hoàn toàn có thể lấy đây là nền tảng để có visa vĩnh trú. 5. Hiểu hơn về con người và tinh hoa Nhật Bản. Khi học tiếng Nhật, bạn sẽ có cơ hội được tìm hiểu thêm về con người và văn hóa của đất nước Nhật Bản. Nhờ vào những hiểu biết về con người và văn hóa Nhật Bản trong thời gian học tiếng Nhật, bạn sẽ hòa nhập được tốt hơn với môi trường sống của người Nhật khi du học hoặc làm việc tại Nhật. Và biết đâu, bạn sẽ chìm đắm và càng yêu thích thêm nền văn hóa lịch sử lâu đời của xứ Phủ Tang thì sao? 6. Học tiếng Nhật giúp bạn trở nên thông minh hơn. Theo một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng khi học tiếng Nhật thì não bộ của bạn sẽ phát triển hơn. Nguyên nhân là vì tiếng Nhật là thứ ngôn ngữ có sử dụng loại chữ tượng hình. Chính vì thế, trong quá trình học tiếng Nhật, bạn sẽ tưởng tượng ra nhiều thứ và học kèm theo các hình ảnh, như thế sẽ giúp cho bạn phát triển bán cầu não phải vô cùng tốt, đồng thời bán cầu não trái cũng phát triển tốt hơn. Lợi ích của việc học tiếng Nhật là lớn như thế, nhưng một khi đã xác định mục tiêu học tiếng Nhật cho bản thân, bạn cũng cần tìm cho mình một địa chỉ học tiếng Nhật uy tín và Go Japan luôn sẵn sàng bên bạn trong hành trình học tiếng Nhật từ những ngày đầu tiên. Go Japan, đường đến nước Nhật.